mặt tại cảng tàu du lịch Bãi Cháy để chuẩn bị cho hành trình khám phá Vịnh Hạ Long, một trong những di sản thiên nhiên của thế giới tại Việt Nam. Và bây giờ là 7 giờ sáng nên thời tiết rất là đẹp. Và điều tuyệt vời hơn nữa đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau du ngoạn Vịnh Hạ Long trên chiếc du thuyền xinh đẹp này. Cảng tàu du lịch Bãi Cháy tọa lạc ngay trung tâm thành phố Hạ Long. Mỗi ngày, cảng tàu phục vụ hàng ngàn du khách tham quan Vịnh Hạ Long. Buổi sáng tại bến cảng thật bình yên, với những chiếc du thuyền neo đậu trên mặt nước phẳng lặng. Một số chuẩn bị ra khơi. Tất cả tàu thuyền trên vịnh đều được sơn màu trắng trông khá giống nhau. Thấp thoáng vẫn còn một số du thuyền với hai cánh buồm màu nâu truyền thống, điểm tô cho nơi đây một khung cảnh nên thơ. Chiếc du thuyền chậm chậm rời bến cảng, nhẹ nhàng lướt đi trên mặt nước xanh thẳm. Làn gió mát từ biển xua tan đi cái nóng của mùa hè, và Vịnh Hạ Long dần dần hiện ra trước mắt chúng tôi như chốn bồng lai tiên cảnh. Vịnh Hạ Long là một vịnh nhỏ thuộc phần bờ Tây Vịnh Bắc Bộ, bao gồm vùng biển đảo thuộc thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và một phần của huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Vịnh Hạ Long được hình thành do quá trình kiến tạo địa chất hàng trăm triệu năm trước của vỏ trái đất. Quá trình này đã tạo ra vùng vịnh độc nhất vô nhị. Vịnh Hạ Long ngày nay có diện tích 1.553 km2, 1.969 đảo lớn nhỏ có hình dáng kỳ lạ, được tạo hóa khéo léo sắp đặt. Trong đó, vùng di sản trên Vịnh Hạ Long được thế giới công nhận có diện tích 434 km2, như một hình tam giác, với ba đỉnh là đảo Đồ Gỗ ở phía Tây, Hồ Ba Hầm ở phía Nam và đảo Cống Tây ở phía Đông, bao gồm 775 đảo với nhiều hang động bãi tắm. Trải qua quá trình kiến tạo, ít nhất khoảng 500 triệu năm, Vịnh Hạ Long đã trở thành nền tảng phát sinh các giá trị vô giá của loài người, như đa dạng sinh học, văn hóa khảo cổ và các giá trị nhân văn khác bên cạnh bề dày lịch sử địa chất địa mạo, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với khoa học địa mạo trên toàn cầu, cũng như việc nghiên cứu sự hình thành và phát triển của vỏ trái đất. Cách chế biến món ăn nơi đây không quá cầu kỳ mà vẫn giữ nét truyền thống đơn giản của người dân xứ biển để giữ được độ tươi ngon, mặn mòi của biển cả. Và bất kể du khách nào khi ghé thăm nơi đây đều ấn tượng bởi hương vị hải sản vùng biển Hạ Long. Quý khán giả thân mến, đến Quảng Ninh với một vịnh Hạ Long kỳ vĩ, với một núi Yên Tử huyền bí và đặc biệt là nền ẩm thực biển rất là đặc trưng, chắc hẳn là chúng ta đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị trong chuyến khám phá lần này. Còn bây giờ thì chương trình du lịch và ẩm thực cũng đã phải khép lại rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau nhé. Sài Gòn Tourist hân hạnh đồng hành cùng chương trình.